Cứ mỗi buổi chiều, ở khuôn viên của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Tân Phú lại nhộn nhịp người mua kẻ bán. Là phiên chợ công nhân nên chợ họp từ chiều muộn đến tối khuya để phục vụ công nhân. Hàng hóa ở đây là giày dép, là quần áo, là đồ gia dụng, những nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hàng ngày. Nhiều đồ gia dụng, nhiều mặt hàng thiết yếu dành cho công nhân, đa dạng. Đối với công nhân, những cái mặt hàng này nó rất là thiết yếu. Nhiều người thì có hoàn cảnh như họ sống xa gia đình. Ví dụ như mình mua những cái áo gối này ở ngoài tới 30-40 ngàn, nhưng mà phiên chợ này thì chỉ có 15 ngàn, 20 ngàn. Chợ ngày hôm nay có rất là có ý nghĩa với lại đời sống công nhân của tụi em, nên là em cũng mong sau này Liên đoàn Lao động huyện có thể tổ chức thêm phiên chợ nhiều hơn và những hoạt động khác có liên quan tới đời sống công nhân tụi em. Và vì là chợ công nhân nên các mặt hàng đều có giá rẻ, chỉ từ vài chục đến vài trăm ngàn, phù hợp với túi tiền của công nhân. Mang về những mặt hàng giảm giá, ưu đãi cho những người tiêu dùng tại huyện Tân Phú, đặc biệt là những người lao động được tiếp cận các mặt hàng giảm giá, chất lượng. Đồng thời là doanh nghiệp cũng mong muốn là mang cái thông điệp đến là người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Giá rẻ nhưng không có nghĩa là chất lượng kém. Đến phiên chợ công nhân sẽ có thể mua hàng Việt chất lượng với giá ưu đãi. Trong điều kiện kinh tế và đời sống của đoàn viên công nhân lao động còn nhiều khó khăn, thì Liên đoàn huyện Tân Phú đã kết nối với các doanh nghiệp tổ chức cái phiên chợ công nhân mang đến cho đoàn viên người lao động được mua sắm các cái sản phẩm phục vụ cái nhu cầu thiết yếu của đời sống gia đình với cái sự bình ổn giá và hàng đảm bảo chất lượng. Chợ công nhân càng ý nghĩa hơn trong bối cảnh kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, người người nhà nhà thắt chặt chi tiêu, mà chịu ảnh hưởng nhiều nhất có lẽ chính là công nhân lao động có thu nhập thấp. Chỉ kéo dài khoảng từ 1 tuần đến 10 ngày cho mỗi lần được tổ chức, song phiên chợ luôn là dịp được công nhân lao động mong chờ để được mua sắm hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ gia đình trong thời buổi kinh tế eo hẹp.